Là cái tôi thấy là gặp vợ chồng tôi thấy đây. Đến thời điểm này,
100% đại diện kiến thức của đại hội đoàn khi mà xã hội viên lên khi đoàn 15 năm thì 2015 2016 đủ tư cách dự đại hội, không có đồng ý nào không đủ tư cách. Nếu có vấn đề gì phát sinh về các đại diện của đại hội, chúng tôi xin tiếp tục báo cáo thay mặt 100% các đại diện thứ ba những đề bạn đã ký. Dùng mi để làm chỗ trống nhưng mà mi thấp quá vẫn chưa đóng tới à.
thưa thầy giáo và tất cả các bạn, cho đây em xin thông qua đề án xây dựng ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chi đoàn 13 năm nhiệm kỳ 2015-2016. Căn cứ điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và hướng dẫn thi hành điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa 10, căn cứ kế hoạch số 03 KH-DTN ngày 20 tháng 8 năm 2015 của ban chấp hành đoàn trường về việc